Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với S Channel và mình là Duy Anh. Trên tay mình hiện nay là chiếc Samsung Slim, một cái loa di động đến từ Samsung, và đây là món quà được tặng kèm khi các bạn mua trước chiếc A3 2017. Nhìn thì nó nho gọn vậy thôi, nhưng thật ra chiếc loa này là chiếc loa có khả năng chống nước, cùng với đó là pin sạc dự phòng luôn. Vậy chiếc loa này có gì đặc biệt mà mình lại làm hẳn một video riêng cho nó, thì các bạn hãy cùng mình theo dõi trên video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì cái loa này sẽ có một màu đỏ khá là nổi bật. Nhưng mà màu đỏ đây sẽ là màu đỏ thẫm, màu đỏ bầm chứ không phải là cái màu đỏ tươi. Và hình như cái màu đỏ này cũng đang rất là hot trong cộng đồng công nghệ mấy ngày vừa qua. Về mặt kích thước thì nó khá là nhỏ gọn, như các bạn thấy trong video thì nó có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của mình luôn. Về thiết kế thì cái loa này trông giống như một cái máy chơi điện tử cầm tay, kiểu mà máy USB hồi xưa như thế này. Phần màng loa thì được bọc vải khá là mềm, những chi tiết khác thì được làm từ nhựa. Tuy nhiên thì cái phần nhựa này, cái phần bề mặt Samsung đã xử lý nó rất là tốt. Các khi mà các bạn gờ vào đây thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là thích, nó rất là mềm. Cũng có thể Samsung làm cái nhựa mềm này để tránh cái việc va đập khi mà chúng ta có tác động mạnh vào máy, giúp máy trở nên bền hơn và vững chãi hơn. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái chân máy giúp các bạn có thể cố định máy trên những mặt sàn. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn không thích cái chân máy này, các bạn cũng có thể đặt thẳng như thế này. Cái mặt phần đế nó cũng khá là phẳng để các bạn có thể đặt nó đứng một góc 90 độ luôn. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái chữ label, thì đây chính là thương hiệu loa chống nước đến từ Samsung. Và chiếc loa Samsung Slim mình đang có trên tay ở đây thì có khả năng chống nước là IPX7, tức là nó có khả năng chống nước ở độ sâu 1m trong vòng 30 phút luôn. Điều đó sẽ giúp các bạn mang cái loa này đi cùng với chiếc A3, đi khắp nơi, đi bơi, đi biển mà các bạn không cần phải lo lắng về việc một trong hai cái có được chống nước hay không. Ở phía còn lại thì chúng ta sẽ có những phím chức năng cơ bản dành cho cái loa này, gồm có phím nguồn, phím tăng giảm lượng cùng với phím dừng và phát nhạc hoặc là chuyển sang chế độ Bluetooth. Ở bên phía cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cổng micro USB và một cái micro. Thì cái loa này cũng hỗ trợ cho các bạn trong việc mà chúng ta có thể nghe gọi điện trực tiếp cho cái loa này mà không cần phải thông qua điện thoại nữa. Và cổng micro USB này sẽ là một cổng vừa vào vừa ra, tức là các bạn sẽ sạc chiếc loa này thông qua cổng này. Ngoài ra thì các bạn có thể lấy điện từ trong cái loa qua cái cổng này để sạc cho những thiết bị khác. Như mình đang có ở đây thì đây là một chiếc A3 2017 và mình đã cắm một cái sợi dây qua micro USB và chuyển qua USB Type-C để sạc chiếc A3. Khá là thuận tiện. Điều đáng tiếc một chút là dung lượng pin của cái loa này chỉ dừng lại ở mức 2600 mAh. Có thể nói thì đây là một dung lượng pin khá là thấp so với những sản phẩm pin dự phòng có mặt trên thị trường. Không những thế thì cái cổng này cũng là một cái cổng sạc thường thôi, cũng không phải là cổng sạc nhanh nữa. Nhưng mà có thể trong một lúc cấp bách nào đó mà các bạn cần phải có bộ lượng pin dùng ngay rồi phải sạc thiết bị ngay thì đây là một sản phẩm có thể cứu cánh cho các bạn trong những trường hợp đó. Ở bên phía cạnh trái thì chúng ta sẽ có bốn cái đèn tượng trưng cho dung lượng pin còn lại của chiếc Samsung Slim. Nói về phần chi tiết hơn thì chất lượng âm thanh của cái loa này mình đánh giá ở mức trung bình. Chất âm thì cũng không có gì quá xuất sắc, nhất là phần bass thì nó không được mạnh mẽ và cứng cáp cho lắm. Điều này là một điều dễ hiểu, bởi vì nếu như các bạn là một người thường hay chơi các loại loa chống nước trên thị trường thì các nhà sản xuất thường hy sinh cái vấn đề bass để bảo đảm cái việc chống nước cho thiết bị. Ngoài ra thì âm lượng của loa cũng không thực sự lớn, các bạn chỉ có thể dùng nó trong những nơi có không gian hẹp, ví dụ như trong phòng. Còn khi mà ra ngoài trời thì thường nếu mà ngoài trời nó quá ồn thì cái loa này sẽ bị lấn át hoàn toàn về mặt âm thanh. Nói thêm một tí về khả năng chống nước thì đây là một cái loa hiếm hoi đến từ Samsung mà trang bị khả năng chống nước. Mà không những thế thì cái loa này là được tặng kèm cùng với thiết bị A3 2017. Tức là khi các bạn sở hữu chiếc điện thoại này thì chúng ta sẽ có ngay một bộ đôi kháng nước luôn. Và các bạn cũng đừng quá lo lắng về việc chất lượng âm thanh sẽ bị suy giảm khi mà cái loa này bị dính vào nước, bởi vì cái phần vải bọc bên phía ngoài màng loa thì có khả năng kháng nước khá là tốt. Như các bạn thấy trong video thì thay vì cái này nó thấm nước vào hoàn trong hoàn toàn những loại vải khác thì nó sẽ giữ lại những giọt nước li ti trên phía màng như thế này. Tổ chung lại thì đây là một món quà không thể tuyệt vời hơn dành cho những bạn nào đang muốn sở hữu một chiếc A3 2017. Còn ý kiến của các bạn là như thế nào thì hãy để lại bình luận bên dưới video cho mình biết nhé. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ bọn mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!